còn mãi ta đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt gọi suốt trăm năm một cõi đi về. Đời nào mùa cây, đời nào cỏ lạ, một chiều ngồi thay một đời thật nhẹ. Ngày vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn ta. Mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi không còn ở lại. Con tim yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Chạy vòng quanh một vòng tiêu tùy, một bờ cỏ non một bờ mộng mị. Ngày kia từng lời ta thương là lời mộ địa, từng lời bề sông nghe ra từ độ cuối khe. Trong khi ta về lại nhớ ta đi, đi lên non cao đi về biển rộng, đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng. Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thi, đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng. Còn có hoang vu thổi suốt xuân thi. Yeah.
chỉ mình Chúa mới là có sự chết và ban cho chúng con sự sống muôn đời. Hôm nay linh mục Cô Mà là người lính của Chúa, là người anh em của chúng con, đã cùng ăn tiệc với Đức Giêsu con của Chúa. Nhưng chúng con biết rằng Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại, Chúa cũng sẽ cho linh mục Cô Mà được cùng sống lại với người. Vì vậy chúng con tin tưởng cầu xin Chúa cho linh mục Cô Mà được chia sẻ vinh quang với đấng đã từ khỏi chết sống lại. Người là Thiên Chúa thẳng sông và hiện diện cùng Chúa, hiệp nhân với Chúa thân tận đến muôn đời. Amen. Bài chúng sách Vấn Ca. Khi Chúa Giêsu con người cha con con gái vì lòng bà mẹ, người cũng có con trên lòng con. Ai yêu mến cha mình thì đầy đủ tội lỗi, ai hảo với mẹ mình thì như người phụ tử một kho tàng, ai hảo với cha mình sẽ được vui mừng trong con cái. Khi cầu xin người ấy sẽ được nhận lời. Ai hảo với cha mình sẽ được sống lâu dài, ai con yêu cha sẽ làm vui lòng mẹ. Hỡi kẻ làm con, hãy lớn lấy tuổi già cha ngươi, cho lòng từ lòng người khi còn sống. Nếu tinh thần người sa sút thì hãy trông chờ. Ngươi là kẻ trai trắng, cho đàn cũng dễ mừng. Vì của tôi cho cha sẽ không rơi vào trai mạng, của biếu cho mẹ sẽ đền bù tội lỗi và xây dựng đức công chính của ngươi. Đó là lời Chúa. Một người chồng mất đi một người bố,
tuy con không phải là
Cho nên sáng ngày hôm nay, chúng ta không bị sao xuyến, chúng ta không buồn bã vì ông có một trang sách mới. Ông tiếp tục đời sống mới với Đức Kitô. Đối với đời 2020 là xuyên vì sự ra đi của ông. Nhưng đối với những người có cặp mắt đức tin, đây là một trang sách mới. Đây là cuộc đời mới, cuộc sống mới vì trên Bye.
anh chị em mình. Trước lúc chia tay, chúng ta hãy cùng chào ông cô mà. Chớ gì lời gửi về và chúng ta không thể ngờ những nơi đây diễn đàn đỏ như này, xoay đi từ nỗi đau khổ và tăng lên những cậy trông của chúng ta. Vì chân có thể chúng ta sẽ Thank you.
bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mơ thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là phụ du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc muộn phiền truyền thế sự nơi trần an. Phụ du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ. Đi lên Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Ông Tô-ma chúng ta đã đến nơi an nghỉ trong bình an của Đức Kitô. Xin Chúa đón nhận linh hồn Tô-ma vào bàn tay con cái Ngài trên thiên quốc, với đức tin và lòng trông cậy vào sự sống đời đời. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Tô-ma. Chúng ta đọc trong Thánh Kinh: hỡi những người cha ta chúc phúc, hãy đến và lãnh nhận phần gia nghiệp là nước trời, để chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô, khi an nghỉ trong mộ 3 ngày, Chúa đã thánh hóa phần mộ của mọi người tin vào Chúa, để khi dùng chôn cất thân xác, các phần mộ làm gia tăng niềm hy vọng sống lại. Xin Chúa thương cho tôi tới Chúa là linh hồn Tô-ma, đừng nghỉ yên trong ngôi mộ này cho tới khi Chúa lại sự sống lại và là sự sống chiếu soi chiếu sáng, làm cho tôi tới Chúa được phục sinh và cho ánh quang chiếu tỏa từ tôn nhan Chúa. Tôi tới Chúa linh hồn Tô-ma
được nhìn thấy ánh sáng vĩnh cửu trên trời, Chúa hằng sống và hiền tri muôn đời. Amen. Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi linh hồn Tô-ma chúng ta ra khỏi đời này về với Chúa. Vậy chúng ta xin gửi thân xác người anh em của chúng ta là linh hồn Tô-ma vào lòng đất để thân xác ấy trở về nơi mình phát xuất ra. Chúa Kitô là đấng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại, Người sẽ tái tạo thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân thể sáng láng của Người. Vậy chúng ta xin phó dâng người thân yêu của chúng ta là linh hồn Tô-ma cho Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Ngài, và cho thân xác người anh em của chúng ta là linh hồn Tô-ma được sống lại trong ngày sau hết. Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta dù cho chết cũng sẽ sống. Và bất cứ ai sống mà tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho linh hồn Tô-ma. Lạy Chúa, Ngài an ủi Martha và Maria trong cơn hoạn nạn. Xin ở bên chúng con đang thương khóc cho linh hồn Tô-ma và lau khô nước mắt những ai đang khóc lóc. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã khóc thương người bạn, Chúa là Lazaro. Xin xoa dịu chúng con đang trong cơn sầu khổ. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã cho kẻ chết sống lại, và xin ban cho linh hồn Tô-ma chúng con sự sống đời đời. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa, Chúa đã hứa thiên đàng cho người trộm biết thống hối. Xin đưa linh hồn Tô-ma vào hưởng niềm hoan lạc quê trời. Chúng ta cầu xin Chúa. Chúa đã cho linh hồn Tô-ma chúng con được thanh tẩy nhờ nước rửa tội và được Chúa Thánh Thần sức dầu. Xin thưa nhận linh hồn Tô-ma vào sổ các thánh của Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng người anh em của chúng con là linh hồn Tô-ma trong tiệc thánh mình và máu Chúa. Xin thưa nhận linh hồn Tô-ma vào bàn tiệc trong nước Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con đang đau buồn thương nhớ linh hồn Tô-ma chúng con. Xin Chúa thương nâng đỡ cho chúng con được an ủi trong đức tin và vững lòng trông cậy được sống đời đời. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Và giờ đây, với lòng mong đợi nước Chúa chỉ đến, chúng ta cầu nguyện. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dân Cha cải san, đưa Cha chỉ đến, y Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Và giờ đây xin một người đại diện cho đại gia đình Tan Quyến rảy nước phép trên thi thể của linh hồn Tô-ma quan tài lần cuối cùng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ có Chúa chịu chết trên thập giá, Chúa đã hủy diệt sự chết nơi chúng con. Chính nhờ Người, khi còn yên nghỉ trong mồ, Chúa đã thánh hóa các phần mồ của tất cả những ai tin tưởng nơi Ngài. Và nhờ sự sống lại của Người, Chúa đã tái lập sự sống trường sinh nơi chúng con. Vậy, lạy Thiên Chúa của người sống và kẻ chết, xin nhập lời chúng con nguyện cầu cho những người đã cùng chết và được mai táng với Chúa Kitô, đang đợi chờ niềm hy vọng hồng phúc được sống lại.
xin thương ban cho những ai trung thành với danh Chúa ở dương thế cũng được phúc ca ngợi Chúa không cùng trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời quý cụ ông bà anh chị em cúi đầu và xin Thiên Chúa ban phép lành. Lạy Thiên Chúa đầy lòng thương xót, Ngài biết rõ nỗi đau đớn của những người sầu khổ và lưu tâm đến lời nguyện xin của những ai có lòng khiêm tốn. Xin lắng nghe dân Ngài đang cầu xin trong cơn thiếu thốn và củng cố niềm tin của họ và lòng từ ái không cùng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Tô-ma được nghỉ yên muôn đời và cho ân san ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Tô-ma. Xin cho linh hồn Tô-ma được nghỉ ngơi an bình. Amen. Xin cho linh hồn Tô-ma và linh hồn ca tin hiếu được nghỉ yên nhờ lòng thương xót Chúa. Amen. Nguyện xin bình an của Thiên Chúa vượt trên tất cả sự hiểu biết, gìn giữ lòng trí anh chị em trong tâm trí và tình yêu của Thiên Chúa và của con Ngài, là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Và giờ đây chúng ta hát một bài tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Tô-ma. Xin Chúa ý chung lành cho đời cha mẹ của con, công ơn là như núi non giữ núi con bao ngày vun trồng. Con xin đến trong đời an vui nhờ ơn ơn trời và ơn cha mẹ, suốt đời coi nhẹ khổ đau. Xin cho cha mẹ con thắp mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. An vui cũng như đau buồn luôn đẹp tấm lòng mẹ cha, ai qua là bao chốn xa thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi ra đi tung tăng trong đời, dù xa vô bờ vẫn nhờ đến tình mẹ cha. Xin cho cha mẹ con tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. Mặt trời soi một kiếp dòng trời, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rung đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cũ.
ngày qua mọi ngóng tin vui cùng rừng nào lá xác sơ cây từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phần này vết mực nào xóa bỏ không hay. Mặt trời soi một kiếp dòng chơi hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi bao nhiêu năm làm kiếp con người chết một chiều tóc trắng như vôi lá úa trên cao rung đầy cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi để tình yêu say mòn thành đá cuội xin úp mặt bụi ngùi từng ngày qua mỏi ngóng tin vui cùng rừng nào lá xác sơ cây từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phận này vết mực nào xóa bỏ không hay.